có bản đồ Việt Nam của mình, Hoàng Sa Trường Sa đầy đủ trên cái mặt chính của chiếc nhẫn này. Một chiếc nhẫn mà thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần yêu dân tộc thể hiện qua bản đồ Việt Nam trên chiếc nhẫn. Anh yêu cầu Kỳ Lân ơi, em hãy làm trên một chiếc nhẫn có bản đồ Việt Nam đầy đủ cho anh nhé. Thì đây, sau khi Kỳ Lân thiết kế thành file 3D và gửi đến khách hàng, quý khách hàng đã duyệt. Và đây là kết quả, Kỳ Lân đã hoàn thiện một chiếc nhẫn full vàng nguyên khối AU750 phiên bản vàng hồng Rougold với chuẩn hội ngoại vàng nguyên khối không bọt, không có xốp, và chuẩn hội ngoại để được ánh bóng sáng vàng hồng Rougold như thế này. Và đính hai bên, mỗi bên ba hàng kim cương, mỗi hàng ba viên. Thì ý tưởng mỗi bên ba viên kim cương của ba hàng như thế này là lấy ý tưởng từ trên dây đeo trên đồng hồ Rolex chính hãng. Mặt chính diện thì là một hình tròn, trên hình tròn sẽ có bản đồ Việt Nam của mình, Hoàng Sa Trường Sa đầy đủ trên cái giao diện trên cái mặt chính của chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này anh nói là em làm cho anh đơn giản nhưng mà thể hiện được bản đồ thật chi tiết, sắc nét, và phải có hai cái quần đảo Hoàng Sa Trường Sa cho anh. Chị Lan tháo chiếc nhẫn kim cương hột xoàn 12 ly của mình ra và đeo vào thử chiếc nhẫn thân yêu của bản đồ Việt Nam, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bất kỳ ý tưởng gì, bất kỳ những cái ý muốn gì, miễn là từ chất liệu vàng nguyên khối và kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn, vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về hàng trang sức, về hàng cao cấp tuyển chọn. Nếu quý khách muốn sở hữu và có những sản phẩm tuyển chọn như ý mình, phục vụ cảm xúc thăng hoa nhất của chính mình khi tham gia vào những sản phẩm cao cấp luxury, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân. Nếu quý khách có ý tưởng thì Kỳ Lân sẽ là người thực hiện ý tưởng đó thành sản phẩm hoàn hảo nhất. Nếu quý khách chưa có ý tưởng thì Kỳ Lân sẽ là người lên ý tưởng và thiết kế, gửi quý khách duyệt, và Kỳ Lân sẽ là người hoàn thiện một cách tinh tế và hoàn hảo, hoàn mỹ nhất để gửi đến tất cả quý khách.